Rồi chào cả nhà và anh em. Bữa nay thì tự nhiên xem trên mạng á, thấy nó làm cái món này tào lao thiệt, nhìn thấy chảy nước miếng quá trời luôn. Bây giờ em cũng quất làm thử rồi. Nó kêu bằng chanh lắc gì đó. Bữa nay em cũng mua một ít chanh. Quất còn dám nói luôn, cái dao sôi đục nhất vậy trời. Rồi sau khi quy trình ớt xong rồi cho siêu cây luôn. Lấy cái lắc chạy lắc nó, mình làm cho nó giống chanh lắc chứ. Giống lắc xí ngầu vậy đó. Đây mọi người, nhìn thôi cũng chảy nước miếng này. Chảy chưa? Chảy quá trời. Hả? Cháy quá. Lò ác đạn cua trường. Để cái lên cho anh lấy nước rồi tao đi mua rượu. Hai người tao đang ngồi nhậu à. Tôi chạy đó máy đẹp biết không quay, chạy từ ra đây. Bởi vậy đang lo cái lò cái nồi kìa. Trời ơi trời. Cầm lên đi con ấy, tôi vừa anh mà anh đang mặc được. Ừ, có gì đâu, ở chàng đại có sao đâu. Ở đây, ở trần của mắt, ở đây mà đúng có nhà. Dạ con, cái rồi đem cô biển xuống nhậu lên hả? Dạ. Trời ơi, chỉ thần đến này đem nhậu chơi chứ cũng không có ưa gì mấy. Trời. Rồi luộc miếng thịt nữa hay gì á. Đúng rồi. Trời ơi, lấy miếng thần đó. Trọng đâu có xuống không? Có. Để mấy nghèo khổ thì nhậu gì không đó. Nam mô. Khổ gì mà. Nghèo khổ thì nhậu gì không à. Trời ơi. Thôi anh bây giờ qua qua qua. Này ê, ê. Bây giờ đi qua bển luôn nè. Thôi được rồi, bắt năm ở bên đây đi, tôi con để về. Lý tưởng hơn. Hả? Nó phá nhậu đây có lý tưởng hơn nè. Tại bên đây tụi con kho về dễ hơn á. Bỏ bả tâm đi qua đi tới đi lui á. Được rồi. Bỏ vô ok đó tâm này. Đừng ra động nha. Tao lấy đồ tao chụm chứ. Chết mẹ gọi tao lính quýnh rồi đụng mẹ quên lấy cái thuốc ba cái thuốc ba mày còn không? Còn ở đây còn thuốc còn thôi còn mà thôi nào có rồi là cũng không có cho bận áo nữa nè. Bận áo rồi chứ ai nó đợi bển á. Hai đứa ngon dậu đốt thì dẹp rượu dẹp kéo làm gì ngủ chế rồi chế sao mà giết cua mất tiêu hết cái cạn hả chồng. Cái đấy nè. Chín đỏ chứ không ăn mà hái chín nhóc chơi. Để cho gì vậy? Lấy máy quay nhớ, lấy máy. Trời ơi. Trời ơi, làm tác. Mày lại gì ông chịu hay là đi xuống. Ăn khoái hả chơi chơi vàng nha. Trời xá cái nữa bẻ. Tám ở đây lại ăn khoái luôn lát trả vàng nha. Mình tưởng mà xá ba xá là ba đúng rồi xá ba xá là mình có nguyện mà cái gì hay xanh mà ê của ông Thành à xá ông ơi ăn cuốn nghệ cái này nè mình nhậu cái mình ăn với mồi chanh với mồi khế nè à, anh chị bao tử héo luôn mày đặt rồi quay rồi đó heo quay rồi bắt năm ơi thôi trời duy mày nó đổi thừa. Cục xì lao ông bê lắc. Ủa muốn mấy con cua bóc đảo quá trời. Lấy số nữa lấy số. Chiều cao nó có phải sao gì giỏi. Em ba chạy nó sắc nên ba làm gì đó nhậu đi. Rồi. Hơn ở phía không gọi nữa. Ê. Còn bỏ khế vô luôn đó hả? Bỏ khế vô luôn. Ăn thử miếng này. Ê, khế ngọt con ơi. Để ta ăn thử miếng rồi ta. Nó cay bà nội. Đây anh em. Đổ rượu vậy. Muốn chanh. Kêu bằng là chanh lắc. Ok không? Nó nghề nghiệp để cho nó góp đi. Bởi vì vậy mà nghề nghiệp mà xé cái đổ. Người ta nói là tí dài tí nhỏ mà thon. Ừ. Hai chim mà bự mà nước trong nước ngoài. Ừ. Chua. Ngon vậy. Thử coi. Vô. Đạp hả? Còn cái chắc chắc coi.
Rồi lấy hộp ra nha, lấy hộp ra. Trời ơi, nó còn bọc chanh đắng nữa kìa. Chảy ăn chanh dữ lắm. Chưa rồi là chú con đó, chanh là chú con đó. Thấy sao bác không? Không có chua hả? Kêu mình phép tắt đi, đừng kêu mình chanh chua. Để nắp son rồi cho nó quay phim. Để quay son cái nắp cáp son hả? Ờ cũng mẹ không có hai vô, mình lấy cái này mình dựng lên giọng khí vô, giọng khí vô. Ờ bà hỏi bác Sáu. Ờ có anh Sáng á, bà khen bác Sáu hát hay quá, có thể nào là bác Sáu làm lại một khúc nữa không? Chết làm lại cái gì dạ rồi. Không có cái gì. Bà hỏi bác Sáu hát cái câu gì? Năm Sáng ơi mày chết tới đâu rồi gì đó. Không có khúc mà bác bắt năm chèo à. Sáng làm nỉ à? Ờ, cá ốm ốm á. Nói gì, cái gì nói chưa vui chẳng. Bây giờ thì bác Năm với bác Sáu hai người hai cái mu nha. Ừ, tao khoái mu lắm à. Ông này ông thấy mu 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 gì cũng khoái hết trơn. Mu gì cũng khoái chứ. Húp nha, húp mu nha. Húp cái mu nha. Húp mu nữa. Liếm luôn, liếm cái mu luôn. Chuyện này ăn mu mà liếm mu rồi. Qua nhà chị xui á, bà xui á. Húp mu luôn. Húp mu luôn. Xui ăn mu đi xui. Cả cuộc đời. Hai con này 100.000 luôn. Không lẽ không không ai biết tôi thèm mu xui. Sao ta? Ừ, lấy lại ta. Chấm nè. Không ai biết thèm mu. Thật luôn hả? Ừ. Trả lời cái thằng nhớ với thằng trọng với lại mới gặp thằng ca kìa. Nó nhớ. Ủa có là chú. Ơ! Vui vẻ. Lấy bắt Năm chỉ con coi nè. Vậy nãy hỏi con câu. Không hứa làm ông. Ơi ơi, người ta ông biết. Thôi vậy ta lại hợp đồng qua cái vụ này luôn. Cái này nó tính qua mày. Thôi ông câu mày không biết. Ông ta làm được. Mày ghế tới bú rồi mày. Con hỏi nãy một câu chú Sáu có trả lời được không? À. Chú. Thấy chua thấy mẹ là nó ngọt trời. Chua mới ngọt. Hỏi ông cái chua nè. Tao nói ngọt không? Tao nói ngọt là nào? Ông bị chặt đầu là tao nghe chỗ nào? Chặt đầu. Tao nhỏ lớn ăn quế quen rồi. Sao rồi? Ừ mấy cái này ăn miếng quế, miếng chanh cho mình coi nè. Thấy miếng chanh phải mày uống cốc mày ngồi trước à. Ừ, chưa có. Nhậu anh. Phải cái gì tao coi anh lại. Con đúng. Đâu có. Tao nói kìa, biết tên cha nó rồi mà nó. Ông quên đó rồi. Mày con tên gì? Tên Sĩ. Ờ Sĩ. Trời. Mẹ uống với nhớ cái miếng chanh. Vừa khế vừa chanh luôn. Đẹp trai mày quất này nè. Mày đẹp trai. Ừ vậy anh. Ủa vậy là anh tên Sĩ hả? Ờ hay sao cảm giác như thế nào? Em quá trước. Anh lại tên Quang. Con uống cái chuyển được. Là Sĩ Quang. Bắt gà dính chưa con? Chưa qua là cấp cao rồi. Chưa nữa. Đúng không? Trời tối vô ngủ rồi bắt cái gì. Hả sao? Bắt giờ đang sổ gà với anh Sĩ. Sổ gà hả? Ừ. Sổ. Cho nó bánh cái. Em nhớ sổ rồi ra đây mà sổ mới nữa. Dạ. Ủa anh Sĩ, anh Sĩ có em trai không ta? Có Tình Di. Dạ. Nếu mà anh em trai anh Sĩ có con chưa? Vậy, có con rồi. Có con rồi vậy anh làm bác sĩ được á. Vậy hả? Phải rồi, phải rồi. Thì nói đúng rồi. Ta cũng giả lỗ tai tôi em không có biết mày rồi mà để con có nói gì sao? Dạ mày khỏi đó. Không được sao? Mày dạ. Có nước lên nghe chứ nước. Dạ, bác Sáu sợ mù quá. Đi dụ. Tôi vàng nào khoái mù nữa. Dạ nào khoái mù đấy. Bỏ phải dạ, nghe cái này. Dạ. Không, bác Năm nói câu được con chịu. Bác Năm dạ, nói. Dạ, trai khoái mù. Bác Sáu mày mà. Ai mà không khoái mù đúng không? Trời ơi. Đúng ừ. Bữa nào hả? Mày khoái mù không? Bác Năm bác Sáu. Bữa nào. Mày nước lẻ đâu phải không mà không rồi hết nói rồi. Đâu phải bu, mua cua nè. Phải mua cua. Ờ, vậy cũng không biết nói nữa. Ờ. Rồi, bác Sáu thì dở quá. Dở. Bác Sáu rồi quá nè. Qua tháng 7 con cưới vợ mà mày
Bắc Nam với chú Sáu nha. Đi là tới là phản bái luôn con có gì. Cho ta đọc hồng cái đi. Đi rồi đi sẽ bỏng bữa. Ai mà chứa nổi, không chứa nổi đó. Cái gì mày gấp động phòng gì người ta, lần tao cứu vợ thắng mấy tao mới động phòng đó. Ông này lại dặn với đồn bá hộ, ông đợi lâu mà ông làm ngon mày. Để cho mùi á. Mua cái chua gì để cho con ta động phòng. Mới có mấy bữa mà. Còn có ba bữa là động phòng sao? Nó quấn hết trơn rồi. Có rồi sao rồi. Mình làm liền mới được, phải là cái những người ta cái gì cứ vợ cứ đường trai cái đó giống như là cái nghe là cái bà mà trong kia bây giờ năm nói con nghe nè, con gái đó lấy chồng có 3 ngày à. Lý vậy rồi. Năm nói tấm mấy lần. Bởi vì hồi đó trai với gái nhau mình cưới về nó đâu có biết cái hiểu cái gì mà nhưng mình về cái đem đầu cái giờ nhập nhau cười. Nhập với nhau cái nó nói thèm lắm nha, mình lắm anh mới cưới gắt. Mình mới để thân mấy. Còn thèm vậy. Dạ cắn đầu mổ đó. Một đứa liền tay. Dạy con tôi thở còn thơ, dạy vợ tôi thở ban sơ mới về. Vậy mới cứ về phải không? Bắn vô mặt bụp. Trời ơi đào quá. Gọi vợ đi. Nó mới nói một câu là ủa tại sao anh quýnh em? Ông bà giờ xưa nói vậy mà. Trời ơi dạy con tôi thở còn thơ, dạy vợ tôi thở ban sơ. Chị chài mất hết trơn. Mà vậy là mày nhịn thèm nữa rồi. Vậy là nó bỏ đi. Mày nhịn còn hơn tháng nữa đó. Nó bỏ đi. Bỏ đi luôn rồi. Vô lại. Có hôm trước á, cái vụ mà một tháng á, cái vụ con nghe bà kia bà kể nha. Cái bà mở quán vô uống cà phê. Nó mới vô ngủ. Vô nữa, vô rồi. Kể ra, cái bên nhà bà mà nó lấy vợ hả? Một năm giờ mà nó chạy mày luôn. Ê, hãy cho em chết lại thằng này con có vấn đề. Không, chết ra rồi, nó năm lẻ vậy con với là lấy chị Sáu nè. Một năm luôn. Hãy cho em lại giới tính của thằng đó nha. Là có thì bởi vậy thì con mới hỏi bà chủ quán này cái giới tính của cái thằng đó nó có vấn đề gì không? Cái bà này có bà mới nói là nó mới lấy vợ nữa kìa. Vâng. Nó lấy vợ vậy nó có con rồi. Sau này sau này lấy vợ khác nó có con. Có thằng này nè. Con mua chưa? Có thằng luôn. Tao nghĩ là cái tại vì là công ty đó hôn nhân bị ép buộc đúng không? Có đâu không biết. Đúng rồi, chắc là bị ép buộc. Thì tại vì cái bà chủ quán mới nói là cái thằng này nó chỉ là đi làm ăn đi làm rồi về chứ không có đi đâu chơi hết á, ở nhà nó rồi nó cưới gì đó rồi nó cưới luôn. Còn có chuyện này nè. Con hỏi nè. Lỡ lúc mà nhỏ gần đó, lương nhỏ vợ nó mới tâm sự với bà vợ chồng nửa gần gom húng chèm chùa. Cái kiểu cũng lâu vậy cũng phải một quán lại gì đó. Chồng. Sao mà chịu nổi được. Nè, năm gì nói gì không chịu đâu. Cũng có trường hợp này nè, cái thằng này nó cưới vợ không người ta thì nói là gom gần lửa lâu vợ cũng cháy mà. Em chủ cưới vợ là phải cưới là con gái á. Này nó cưới vợ nó mới 12 tuổi à. Trời ơi 12 tuổi mà cưới ông nội. Đó nó cưới vợ 12 tuổi mà cưới vợ là phải còn con gái mà. Rồi nói câu gì đây? Má còn Trinh đó. Đầu về rồi tới 16 tuổi. Không đụng phộng tới à. Vợ nó công cưới em về. Trời anh không làm vợ có 13 tuổi. Anh không có làm gì em cho vậy 16 tuổi rồi. Năm 10 năm là năm có con đó là năm mới 16 tuổi năm có con rồi đó. Rồi cô không có đó năm nói ông ngoại con. Năm nói thiệt với mấy con. Em ngồi quay nó chuyện trong nó chuyện này nè, đang đẩy cặp cái này con. Đang ở đầu cái là năm mới 13 tuổi mẹ ông đẩy ta rồi. Mới là thằng này nó cưới vợ 12 tuổi là có vợ còn nguyên sơ mà. Ê bà cô là phải phòng chinh đó. Cưới vợ 16 tuổi là 4 năm trời. Đừng nói từ từ. Vợ nó là mới nói câu ủa anh cưới em vậy không đụng phạm em chứ vậy. Sao kỳ anh? 4 năm trời nha. Ở đầu là thấy em còn nhỏ thì anh để dành thôi, chừng nào lớn anh mới ăn thôi chứ ngủ được các con đám kiến mà bụng tủ trời. Con nhớ vợ nó một câu á, nhớ vợ nó một câu là lý tưởng luôn. Nhớ vợ nó một câu là chà chà nhỏ vô trong mấy đó đẻ đẻ em hoài gì. Mấy đó hồi đó vô trong kìa. Bây giờ năm kể ra đám biển rồi cho bà nội ba cháu nè. Ngày có bác Sáu mà chứng kiến năm nói cụ thể. Tao nói là đó mấy năm Bình Định tao nhỏ xíu con à, ba thằng lính đồn Dàm này với đồn Sở Qua với đồn Chính An á, nó làm tiền mình á, nó làm tiền mình, nó nói đi về cộng con ông ba đẻ đi về cộng không à, mà mình chưa lúc đó mình còn nhỏ chưa đi về cộng, mới 14-15 tuổi rồi đi đâu mà cũng bự rồi. Cái bắt đầu á, ai bắn cái đùng đâu á, nó rồi gánh nó bắn rồi hôm qua nó làm tiền mình chết mẹ ăn ghét tới bán lúa giống cho nó luôn. Cái tàu bắt năm gái con đó, bà nhỏ người ta 2 tuổi, bà nhỏ 2 tuổi, bà 13 tuổi nè, 13 tuổi bà đẻ đó,
Đâu ủa tôi rối mặt luôn. Thế để tao nói hết cho mày nghe. Còn nắng không có đi cụ thể thiệt. Để còn nghe thế. Mày quay phim đi mày nói thiệt đó chứ không phải đâu. Là tao là như vậy là người chú ruột của tao á là cưới người chị. Chú ruột em ruột của ông già. Là ông Út Bồi đó. Rồi ông già tao thứ ba. Thứ ba là anh ruột của ông Út Bồi. Mà ổng chú ruột tao cưới cái người thím là người thứ bảy. Còn tao là tao bữa em út của bà. Cột chèo luôn chú cháu rồi cột chèo á. Chơi cột chèo mới ngon mày. Ê chú cho ê nhúc. Rồi hồi đó hút một phát một lên ngang hàng luôn à. À rồi coi hồi đó bà vợ tao ba ở á. Tao kia chứ bằng bà bác lận bị ngồi xuôi da với bà nội. Bà bác lận. Vậy thì ở cái nhà bác Sáu mày á, ở đậu hồi đó mấy năm mình định bán nghèo lắm. Bà đậu cái tao vô dảnh bà mày hồi đó bà 14 tuổi nhưng mà đích khu nâng ngon lắm á. Hồi đó tao uống hơn bây giờ nữa. Tao bữa khói lửa mịt mù. Bữa biết cái tao dẫn bà đi khói lửa mịt mù. Cái tao mà bà nhớ tao quá bà nói anh ơi em đi làm bộ nói với má em đi cắt rau đắng em đi cắt rau đắng đi về bắt quýnh muốn chết cắt rau đắng tao ra ngoài liếp ông này tao bữa khối lửa mình rồi đang ghét mà bụng chỗ ra khối ra khối bịt một ăn ngon đắng ghét sình bụng sình bụng ở đây ăn cái đắng tại sổ thấy mẹ ăn cái đắng gì sình bụng vậy bà già hỏi tại sao mà ăn cái đắng sao cái bụng càng ngày không mình hét nha cái năm nói cho nghe cái bắt đầu là như vậy cái người thím dâu là chị vợ của năm đó bỏ quýnh tao thôi mày bỏ chưa bỏ rồi chút xíu bỏ cắt cô đắng nữa tao bữa nữa. Đúng là cái câu đó lúc năm đó không xài á mịt mù khói lửa thiệt mà tao bữa mịt mù khói lửa. Còn cô năm bây giờ là bằng tuổi với em ruột này là 46-47 tuổi rồi bây giờ em ở đây có xuôi da có cháu nội cháu ngoại rồi con năm á thành ra năm nay năm mới có 66 tuổi còn năm 40 mấy gần 50 lúc đó là khoảng năm mới 19-20 vậy. 19-20 đâu có 16 rồi bả 14 tuổi 13 tuổi bà đẻ trời lúc đó đẹp trai quá trời tao đẹp trai bây giờ bà kia bây giờ con cái nệm luôn nè con vậy là cái này dữ hơn là ông ngoại tuổi 30 nữa đó không nói thiệt á năm nay mới con mới là bắt là một câu là kỷ niệm nha con hỏi thôi con này con hỏi bác mấy bao nhiêu tuổi là bác làm mất chinh bác khai thiệt đi tao 15 tuổi tao mất chinh rồi đó 15 tuổi mất bữa bà kia 13 tuổi mà bà cô 13 tuổi đẻ 12 tuổi à tao bữa hồi sau năm 12 tuổi mấy cũng gần 13 tao bữa cũng mấy tháng tao ốc nóc cắt con đắng biết đó con đắng ra ăn sổ không mày gâu đắng bảo bữa trời là mình trời đắng vô tụng khói lửa ăn đắng vô tụng bả bây giờ ở đâu rồi bắt đầu bả mới chết thì nè mới chết chết năm ngoái 2 tháng ủa rồi không có đó nó thiệt nha vậy rồi sau khi này tao mới cưới bắt năm gái mày bà này con gái thiệt kinh nữa đâu khoái nữa tao nói thêm một đợt tao quất bà này sau bắt năm này là bắt năm sau là vợ sau chinh nữa tao bữa nữa bữa bên Vĩnh Tây sau đó biết thiệt nha chứ không phải nào nó giỡn đâu bây giờ con tính là bà bắt sáu chọc không mà trời không thiệt đó có thiệt chuyện lạ có thiệt chuyện lạ có thiệt tao mà không 15 tuổi tao có con đụng cái gì tao dám thề ở đây luôn nghe cái chân ông thanh nữa đúng rồi đó nó thiệt thịt khối lửa mà bà cái năm đẻ còn thiếu là mấy ngày nữa bà còn năm 7 tháng 14 tuổi cũng mới đẻ anh cần 30 rồi đó con tao mới bữa bà quế này trời ơi giờ nó đẻ tao nó ông nội ơi trời ơi tao bốn nữa rồi nó đẻ dầm cái nhà biết quế mà không biết nghe cái đó cái ông người đẻ biết quế mà nghe cái nha trời tối nay không có cho ngủ chung nha không bây giờ nghỉ ngủ chung mà khắc định rồi em khắc định rồi mà khắc định đó quý mẹ quý con là nhóc không bắt đầu bây giờ còn chung anh như lúc trước không trời chung lắm mày con bả đeo lai đẹp lắm mà trai gái là đẹp không lỗi mày nè quý lai nữa đó lai không á sao năm tao mới hồi đó anh với em ở đâu em có lai nào không mà tôi nhỏ xíu con lùng băng mà tôi chỉ có đẹp trai thôi à sao mà lấy giờ mà con bả con bự con lắm như này vậy nè gái trai bự con banh banh đó
không thiệt. Con gái bự con giống mẹ, giống mẹ, giống mẹ. Mẹ nó cũng nhỏ mà lùng bắp ha. Tao lựa cho tương xứng với nhau mà có bữa cái này, mà. Cái này sau này mình trời ơi vợ trong thử má coi chừng má bả địt khác hơn chừng. Mấy nhỏ gái con ổng bự con lắm, gái bự con nha. Cái này làm em tôi không. Đây gọi là xét nghiệm. Adem. Quế ra địt cơ mà ai địt. Con mới gọi. Mới gọi làm nữa có. Mày lại sao mà? Vô trời luôn. Rồi à, con đừng cái gì để bắt năm cái vụ cái mu bắt năm nha. Đâu mu tao không có bỏ. Chết sống cũng đeo gì mu. Già dạ, phải mu chạy. Chạy vô già mê lắm con ơi. Dạ chết chết không mà các con đắng biết cắt đi cái bụng ốc nóc à mà đắng biển ăn tan sổ. Bà chị vợ bà thím dâu á bà nói tủ mẹ tan cao đắng sổ mà ăn đi rất cao đắng giết cái bụng ốc nóc gò nó mái về được thêm đứa nữa. Chỗ cái cao đắng nó có cái chòi hay gì lâu vô hả liếc ông nội mày đó tao bữa đó có lửa luôn mà tao bữa mệt buồn có lửa cháy lông vỏ cho luôn á chắc lúc đó chắc kiến cắn rồi dữ lắm hả ba kiến cắn kệ mẹ nó bị yêu cầu có đâu rồi có cháy ở chồng không hả có cháy ở chồng không có chảy luôn chắc lúc đó mà ngoài bụi kiến cắn dữ lắm mà kiến cắn cũng chịu luôn mà cắn thấy bị mẹ kiến hôi nữa nó buông mắt nhắm hết cũng bữa có băng đêm không trời ơi băng đêm còn đâu dám đú về nó lính nó bắn chết sao cả hai rồi đăng hai ban ngày hai ban đêm tao nói tao chết vì mu mà nói đi đâu lỡ chơi lứa hẹn rồi sao chết thế mu là cái chết lúc sơ bu ê bắt đầu bằng cái này con khẳng định là chuyện tình bên dâu đắng nè ông Năm nói thiệt đó đúng là bà là bắt Năm là siêu tổ luôn rồi đó Năm với chú Sáu là thầy đúng không tao đẩy bà đẩy bắn rau quăng lên quăng tao đẩy cho nó khối nữa rồi rồi xuống xuồng ra bắt Năm đó đẩy sổ luôn hả mần chậu bông đẩy xuống mổ đẩy vô rung kinh nước ông kia văng lưới thấy nó rung kinh giống nhất vậy nè ai vừa gọi đèn là thấy Năm cái tắt đèn gọi xuống là biết ông này rồi lúc đó thấy nó rồi là nó nôn gan nôn ngủ cái chân rồi lại bóp mới cái bóp vú hai ba cái là cái ruột gan tao phèo phổi chữ à năm chùa năm gâu đắng năm trang năm đằng cái đó ta gọi là nôn gan nôn cục á đúng không chứ nôn gan nôn cục ở đây bốn vú vài cái rồi nôn ruột hết chân rồi quýnh quá ta nói ở đời ác ác la ác báo gì ủa mày nói lơ là bác cháu mày quất hết cái bu rồi đó ê mua mày mẹ ăn mẹ có quyền ăn được sáng nha bắt Năm này nãy gì chưa ờ bắt Năm chỉ có bắt Năm nói rồi không ăn 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 mía húp đi ăn cái mu đi xuôi mu rồi nước dữ trời mu nước dữ ngon á thấy con này thấy ngon nè nó thịt nhiều nè không có thịt ít tính tao là toàn nước không chứ cái mu đủ vốn mà ta ơi mẹ không tin mẹ hỏi thằng bu nữa coi tao bữa bà gì dì út của thằng bu đó là cái bà đó đó cô ruột thằng bu đó thì ông không người vợ nó biến chấn gì thì mày hỏi ông vợ mày hỏi thằng bu nữa tao nói với ông ngoại hả ông ngoại chồng kêu thằng bu ông ngoại phải không vậy không có đó Năm nói thiệt nha chứ không phải nói dốc nói thiệt thiệt tình chứ không phải nữa trời cây gà bắt Năm nó cháu bỏ đằng trước nè mà hồi đó người tao là dân trời thần đất đỏ gì sao á chứ hồi đó cái trạng tuổi Năm đó hồi đó nó mẹ có biết gì đâu thiệt á nó thẳng là thiệt tình luôn á đúng rồi là cái thời đó nó không có gì đó nè nó đi mê chơi đến chết cái thời đó với cái tóc không có tóc đen hoài chú ơi con thịt cho con mẹ còn không có nó tha Năm hôm nay 66 tuổi rồi đó tóc không bạc mà chứ không phải Năm nó chơi đâu hỏi bắt sáu mày thử tao có nói gian không nói nếu mày không tin tao mày hỏi thử ông ngoại mày bu á chứ không lại hỏi kỳ lắm bữa cô ruột nó mày luôn mày hết biết chưa bây giờ mới đi học cựu chiến binh Vĩnh An là nó rước về chồng tao để bữa đó hết phương rồi bu á không mà vợ mày mà máy mày hết tiền mày đưa ông điện cái không không cho đó cà lâm nó chỉ hết tiền nó mà giết là hết rồi cái mà đưa cái bữa hôm cựu chiến binh chồng nó ông tư tốt ông kêu về hết á ông Phúc Minh thì ông chết rồi ông kêu về hết lần họp ông nội bu tôi cũng bắt chở về chồng mà bữa đó mồi dưới nè cũng từng nghiệp con Lan nó cũng mà mồi quá trời còn rượu không còn quên lấy bia qua lại còn rồi nhớ chết rượu đi bác rượu rồi có cháu rồi
Ờ, còn ngủ không? Mấy đứa này nó cũng không thích cái vụ đó đâu. Con ngủ, con ngủ đi. Con ngủ này uống vô mấy cái chân chết. Vắng nó vắng đụng lúm chết chết. Không có vắng nó đập nhẹ nhẹ. Lấy hai con Huỳnh lên luôn đi. Chính nào mà lấy. Lấy lời coi coi sao ông nội. À để đây. Mấy bà ở trong thôn quê cũng biết. Không có đèn ông đó sưu tập nha. Không phải nói. Không phải rồi. Mình có lời lẽ mình ăn nói gì nó có cái khiếu với con cái nữa, mình có tình nghĩa với mình phải có cái tiền chứ ai muốn gì không thiệt á. Đó đó anh em anh tên gì bữa trong bữa anh tên gì cần bữa giờ nói anh lại không lại lại con nói cháu không nhớ dạ không có tin ông nói sự thật chắc không mới bây giờ nó cũng vậy thôi đó càng lớn hơn càng lớn hơn càng lứa chắc lớn lớn công tuổi tao cũng gì nó tao cũng càng lứa vậy. Đây cũng chăn lứa nha. Lứa ba tuổi mà, ba tuổi đi chơi chung đâu. Cách nhiêu tuổi đâu mà. Qua bác cháu mày ngu quá, bác cháu mày có biết con cái một mà. Mày chết luôn. Đó, chủ này hết chung nha. Ờ, chủ mắng ngu. Ta xuống mặt đi người ta cũng có, lên châu đốc cũng có. Đại dữ rồi. Không phải là cháu. Ê, kể đó thông phải. Ờ, mà về hiện tại mới được. Nói có cô gạn mới nói chứ nó vậy. Ồ, nói là thì tin rồi đó mà nhưng mà biết có không? Không phân cao gì. Má kêu trời. Chậm chuyện này có thuốc rồi. Sẽ mất kinh. Ở đây nói tiếng Việt Nam được rồi, đừng nói tiếng Yên Liệt. Vậy tiếng Anh ta giỏi rồi ta. Ai đông nô Yên Liệt. Cái này làm cái chén mẹ được. Chén được. Chơi không? Chơi nữa không? Nhậu 1 giờ tới giờ. Bữa. Ủa gì mà thôi không mới con uống bia đâu thôi không chơi bia hết chơi không bữa nữa con ngủ mà ngồi thoải mái đi thấy ngồi thấy không được thoải mái chứ thoải mái đi trời ngồi gò bó ở đây nhận trong chút mình ca hát luôn à ừ mình thấy là cà keo ơi ta ai có đứa con à cha đám nâng à chắc nô liền à chắc nô liền sa na cà keo ơi sa na cà keo ơi có miệng thì đúng không bắt năm mà nhà nó cầm phái bự phái mua bự không phái phái gì bự phái bự phái à thấy gì bà năm nha vợ ổng đó ổng đó ổng lựa là cũng độc lắm lựa luôn hả trời ổng lựa ổng lựa bả vú nhỏ không chịu vú quá bự mới chịu mà rồi đi lông lông thông thông mà đi nó mà cái vú mà sao đánh ra chồng chồng mà đẻ ra đứa con mà ba đứa con đi đè để nói cho đứa con mà ba tháng đó ổng nói em ơi sao mà vú em lòng thọng bự quá tại vì anh ơi nó sổ sữa thôi sổ sữa để cho anh vú nó vú rồi làm dấu đi thôi rồi ông này nè ổng làm không dấu. Mà bữa đó tao say rượu gì tao dành tao ăn hết trơn cái nhỏ nó khóc ngoé nói sao ông vú thôi còn gì đâu mà ổng làm con chưa nhỏ vú có đâu mày có đâu ổng làm hết trơn hay vú tao nói mày lỡ bữa nay say rượu em ơi nếu mà còn mày nói với chồng mình né chút á tao nói là phụ nữ á là nở mông là cộng tháng. Ờ đúng không mình nói câu né thôi mày nói mày lắc đầu chi vậy gạt đầu nở mông là mày gạt đầu tao kiểu mày lắc đầu đó gạt đầu nè lắc đầu cũng như mày có đâu nè nguy hiểm này nè mày gạt đầu á được gạt đầu ờ chứ không có lắc đầu con gạt đầu ờ mày gạt vậy đó mày lắc đầu tao mới nói con đâu có lắc đầu đâu mông nghe mày động tới tao rồi xã hội nè nở mông là cộng tháng à tao động này nói chuyện vui quá tao nói tao nhậu với mấy thằng già sồn sồn tuổi tao nói hồi nó cười lộ mèo có lên nhầm thằng nó cười ra nước mắt à, chơi không có giao chửi đụng má đụng mẹ mày trong nút chơi nha nó chơi vui mà mày ở gì mày coi già vậy với con nít phát không à sòn sòn cái nhỏ hơn con chứ phải được như con đó trời thì mình là thì cũng giống như mình đàn ông mình nói chuyện vậy chứ mấy người mà đàn bà đâu tập trung mà cũng nói chuyện vậy không đó cũng ơi mình có khiếu nó dữ hơn mình còn dữ hơn mình đó mà nó tục dữ hơn mình nó không lợi đâu mày ơi mày nói mày chơi chơi hồi đó mày đi coi mày bá ra ngoài mày bên mình vừa đàn ông nói chỗ bà nói cháu đàn ông hai bên nói với quà đó thì nói về đàn ông không nói gì đàn ông á không chồng chứ lẽ là nói đàn ông là mấy bà ở không nói ở lại gần sớm con kìa trời không mà giống cái chồng bà mà nói vụ chơi chơi hồi có chồng luôn chung luôn đó là đám tử mà nằm muốn ngày cưới bà nhậu mấy bà nó nhậu rồi nói tục là tao không dám mở miệng người ta mình nó cỡ nha tao mắc cỡ luôn nhậu chung ba nè mày nó hỏi làm gì thím kêu bằng thím thím dâu ở sớm thôi mẹ nó
nhậu xỉn chết mẹ về nó khều. Nó khều khều chồng á. Rồi bám nó công đụng mẹ mà quất mẹ nè mày ơi. Bà nói vậy đó. Mẹ quất mẹ đi khều khều mà mẹ nó mà. Khều nổ mẹ chồng. Kết thúc nha. Rồi kết thúc. Hồi nãy giờ cũng quên mời nha. Giờ xin mời là chú Thiên Tám với là cô Tư, anh Vũ, chị Trinh rồi tất cả là vợ chồng anh Mỹ, anh Thuận, anh Thành, anh Thanh, vợ chồng anh Lộc, anh Sáng với tới kìa anh Hoàng, anh Quý đồ. Rất là nhiều mọi người ơi. Hoàng thì nhận được cà phê chưa nha? Nhận được cà phê rồi. Ê, nó quen á. Bạn rồi, đang có mình đi nha. Quên chúc bạn lên phẩm nha. Ok bạn. Ngồi đây phải không? Ngồi đây phải không? Thằng đáp lại. Con mà. Ủa thằng Lại hả? Bởi sao nó quen mà. Đang ngồi kế với bác Sáu đâu, đang ngồi kế bác Năm nè. Kế nè. Trời ơi. Trời ơi. Mọi người ơi, là bác Năm đang nhìn thấy trên cái màn hình điện thoại em đang quay là thấy thằng này em quen là bác Năm chỉ thằng áo đen. Như mọi người cũng đang thấy thằng áo đen đó. Rồi ly cuối cùng. Thôi bây giờ Năm sau xin có ý kiến với các bạn nha, các em, các chú, các cháu nha. Xin cái đây là tiệc nhậu là giữa chú cháu, bác cháu đang vui. Nhưng mà bữa nay á là nói xin lỗi, nói cũng có múa đai múa chân, trời còn múa cà keo còn ngon nữa. Đẹp trai không? Đúng rồi. Đó, thì các em múa cái con cháu rất vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn bác. Rất vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Chúc mọi người là một ngày xem video vui vẻ. Đừng quên nhấn vào đăng ký nha mọi người. Rồi em uống cái tấm này kết thúc chứ chạy quên nữa chạy bắt năm uống cái kết thúc năm rồi hả? Vô bạn ơi. Sáu rồi qua tháng bảy là tôi có vợ nha bạn ơi. Bắt sáu uống tháng bảy là tôi có vợ đó, tấm lại có vợ đó bạn có thể là tôi mời bạn đó, bạn có thể bạn là dự đám cưới được không? Ok. Ở ngoài sao cô đẹp trai có 10 vô trống cô thứ 20 đẹp trai diễn đó. Chàng thấy bằng áo xanh dơ. Bởi vì vợ con mới ghen kiểu đó đó. Trời ơi. Bắt Năm vợ con ghen đó hả? Ghen chứ bà nội chứ.